Hello, xin chào quý vị, các bạn đã quay trở lại với review. Thì hôm nay mình sẽ cùng giới thiệu các bạn một cái sản phẩm Homebrew Việt Nam mà mình từng giới thiệu rồi, nhưng mà đây là phiên bản mới của họ và vẫn như clip cũ. Thì các em bảo anh cứ chê đi, anh cứ chê thoải mái đi, anh chê không còn chỗ nào để mà khen nữa đi. Rồi em nhận hết tất cả những lỗi lầm gì đấy về mình, nhưng mà clip trước thì chê rồi, clip này mình nghĩ là phải khen thôi, phải khen. Khen vì đã lắng nghe khách hàng, khen vì đã thay đổi, khen vì đã đầu tư, khen vì đã phải nói với góc độ mà mình được biết ấy, thì có thể một góc độ nhất định. Các em này đã mang cho Homebrew Việt Nam một cái sự cạnh tranh mới. Nó gọi sự cạnh tranh cũng không hẳn, mình muốn sử dụng cái cụm từ là luồng gió mới, tức là một cái phong cách mới, một cái góc nhìn của khách hàng. Nó không chỉ chấp nhận về những cái bao bì đơn giản, chúng ta sẽ có những cái loại bao bì cao cấp hơn, những cái bao bì mà đắt tiền hơn. Thì giới thiệu các bạn lên Glen Grooming, và đây là sản phẩm hair oil của họ, mình đang sử dụng nó đây và mình sẽ review sau. Đầu tiên thì mình sẽ nói với các bạn rằng clip này sẽ phần nhiều sẽ review về bao bì. Sản phẩm thì mình sẽ nói luôn ngay từ đầu hiệu năng là gì. Đầu tiên thì các bạn có thể nhìn thấy đây, tóc mình đây, dùng trên tóc ướt đúng như nhà sản xuất, và từ 3 đến 5 giọt, thậm chí rằng là gì, mình dùng tận 8 giọt cơ. Tại sao lại như thế? Thì bởi vì hôm qua ấy, mình gội đầu xong ấy, thì 5 giọt đầu tiên ấy, mình xoa đều ra tay, sau đấy mình vuốt đều ra toàn bộ mái tóc của mình. Nhưng 3 giọt kế tiếp thì mình sẽ vẫn xoa ra tay, và mình sẽ chỉ cầm cái đuôi tóc này của mình thôi này. Đó, mình vuốt và mình xoắn nó như thế này, và mình vuốt nó như thế này. Thì vì sao thì mình sẽ giải thích ngay đây. Đầu tiên thì cái cách dùng của sản phẩm này nó cũng sẽ tương tự như với cách dùng của các sản phẩm dầu khác, ít nhất là với bản thân mình. Nhưng nhà sản xuất này đã khẳng định luôn là dùng trên tóc ướt. Với chúng tôi dùng trên tóc ướt sẽ ok nhất, sẽ ok nhất. Chúng tôi sẽ không sử dụng ở trên tóc khô hay tóc ẩm gì cả. Đó. Thì như thế này, với tất cả mọi cái sản phẩm khi các bạn dùng trên tóc ướt ấy, thì nó đều giảm hiệu năng, nhưng ở đây là sản phẩm dầu. Khi các bạn sử dụng trên tóc ướt ấy, và các bạn sấy đi thì một phần nó sẽ bay hơi đi, bởi vì các bạn sẽ thường là sấy ấm hoặc là sấy nóng. Đó, nếu sấy nóng cho những cái bạn nào mà có máy sấy mà kiểu chỉ có hai nấc ấy, nhưng mà thực ra thì nó hơi lan man một chút, thì những cái máy sấy chỉ có hai nấc ấy, thì thường cái mức nóng của nó sẽ là cái mức nhiệt trung bình của cái máy sấy loại ba nấc, thường là như thế. Thì khi mà sấy tóc và ở khi mà dùng trên tóc ướt, xin lỗi các bạn, khi mà dùng trên tóc ướt thì các bạn sấy lên như thế, một phần nước thì chắc chắn là sẽ bay hơi lên rồi, mà một phần dầu nó cũng sẽ bay hơi, thì nó sẽ còn để lại những cái mà phải nói với các bạn là gì, không bị gây cho cảm giác quá bết, không bị gây cảm giác quá dính. Thì đấy là một cái cách sử dụng mà mình nghĩ rằng là nó tối ưu nhất cho việc là sử dụng một cái chai dầu, một cái sản phẩm dầu bất kỳ, thực sự là nói như vậy đó. Và cái thứ hai là khi các bạn sử dụng, ví dụ như các bạn tóc dài như mình, các bạn sử dụng ở trên nền tóc ướt ấy, là các bạn còn thêm nó có một mục đích, đấy là gì, giảm cái ma sát. Mặc dù các bạn đã dùng dầu xả rồi, nhưng mà dầu xả chắc chắn là cũng chưa đủ, chưa không hoàn toàn đủ. Các bạn sẽ giảm cái ma sát của cái ngón tay mình khi mà mình lùa tay vào sợi tóc này. Thì lúc tóc ướt thì như các bạn biết thì nó rất là yếu lắm. Thì khi các bạn lùa tay sợi tóc như vậy mà các bạn có thêm một ít dầu ấy, thì nó sẽ giảm cái ma sát và nó sẽ trơn hơn, nó sẽ trơn hơn. Và cái trơn hơn này với những ai tóc dài, các bạn sẽ hiểu rằng là đến cái đoạn này nó sẽ bắt đầu rối này, nó sẽ bắt đầu rối này, không, rất là khó để lùa tay vào tóc, rất là khó. Nhưng mà hôm nay các bạn thấy không, rất là nhiều ngày mình buộc tóc lên như này, mình buộc tóc lên như này, xong lúc mình gỡ ra nó bị rối, nhưng mà hôm nay thì không, mình đã dùng dầu rồi. Thì cái dầu này có một cái hiệu năng mà cũng lại rất là hay, nó sẽ có ba cái hiệu năng hay để nói rồi. Đầu tiên là nó sẽ có chứa, trong thành phần của nó sẽ chứa cái dầu bạc hà. Thì cái dầu bạc hà này các bạn sẽ ngửi thấy cái mùi hăng hăng, các bạn bảo đây dầu gió, thì thực ra là dầu gió cũng dùng dầu bạc hà, và 80% mình nhớ không nhầm là 80% là dầu bạc hà hay 60% gì đấy. Đấy là dầu gió. Thì dầu bạc hà có một cái công dụng là giúp là thư giãn, giúp là giảm căng thẳng rất là tốt. Thì ở đây thì có cho một chút dầu bạc hà vào thì nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái trải nghiệm mới, đó là gì, khi mà dụng vuốt lên trên đầu ấy, vuốt lên trên tóc á, thì các bạn sẽ cảm giác là nó không bị nóng tóc quá nhiều so với những cái sản phẩm khác, và không bị nóng ra đầu quá nhiều so với những sản phẩm khác. Và khi mà
sấy vào ấy thì bắt đầu cảm giác thấy hơi man mát, hơi thôi chứ không quá nhiều, vì là nếu mà quá nhiều thì nó sẽ bị nhức đầu và có thể là có một số bạn nó sẽ bị kích ứng. Rượu bạc hòa không phải là một cái có thể dùng bừa phứa được. Đấy là lý do vì sao mà dầu gió không ai có khuyên là đổ lên đầu ấy, đổ lên da đầu ấy. Không, không ai khuyên dùng dầu gió để pre-styling hay gì đâu. Đó. Thì sử dụng một phần nho nhỏ thôi, chỉ một chút nho nhỏ dầu bạc hà thôi, nó đã có tác dụng rồi. Thì đấy là lý do vì sao mà cái chai dầu này nó sẽ có một cái mùi hơi hăng, các bạn sẽ bảo nó giống mùi dầu gió, rõ ràng là như vậy. Đó, giải thích xong một vấn đề thì nó sẽ giúp một chút gì đấy thư giãn. Tiếp theo là cái hiệu năng kế tiếp của nó hay hơn, nó vượt trội hơn tất cả cái sản phẩm dầu khác mình đã từng sử dụng đó. Thì nó sẽ cho một cái độ dính nó rất là ngạc nhiên luôn. Tức là cái con dầu thì bình thường các bạn sẽ sử dụng nó là trơ, nó thuộc tính trơ, tức là vuốt lên tóc thì các bạn hình dung ra là giống như kiểu là mình bọc cái túi ni lông lại, mình bọc cái bọc mà bọc thực phẩm vào tóc mình chẳng hạn, thì hoặc là một cái bề mặt nào chẳng hạn, mình vuốt lên cứ mượt cứ trơ 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 ra như vậy thì nó cũng không có một cái vấn đề gì cả. Từ kiểu dầu nào nó cũng như dầu nào đó, kiểu kiểu như vậy thì nó có tính như vậy thì nó đâu có một cái gì gọi là mới lạ đâu. Nhưng mà khi mà mình dùng con này ấy, thì khi mà sấy từ tóc tóc ướt lên đến tóc khô ấy, thì các bạn hình dung là nó có một cái độ bồng bềnh và nó có độ độ dính. Mình xin nhắc lại là có một chút dính, dính nhớp nhớp ấy, kiểu nói sao nhỉ, nó không hẳn là kiểu nhớp nháp quá, nhưng mà đại khái rằng là sờ lên mái tóc ấy là cảm giác thấy nó dính, nó bồng bềnh lên một chút. Thì mình nghĩ là đây là một thứ mà nhà sản xuất kiểu cũng biết nhưng mà họ không nói ra thôi, để mọi người tự trải nghiệm ấy. Thì cái điều này nó lại rất là hay, hay nhất là với những ai tóc dài như mình, bởi vì là các bạn hình dung là muốn phồng thì ngoài việc là cắt tóc theo layer, theo theo lớp ra, thì những người tóc dài như mình ấy, thì thường là phải phải phụ thuộc vào một cái sản phẩm tạo phồng nào đấy, mà cái sản phẩm đấy nó phải nhẹ, nó không quá nặng đầu đó, nó chỉ dính 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 một chút thôi. Và đấy là lý do vì sao ấy sẽ có những cái dầu gội mà người ta ghi ở trên nhãn là dầu gội tạo phồng. Thực ra là dầu gội tạo phồng nó cũng chả có gì, nó giúp cái lọn tóc, cái sợi tóc này nó dính với nhau, rồi các bạn lùi tay cảm giác thấy dít, thì sau khi sấy lên cố định kiểu tóc ở đấy thì nó dít ở đấy rồi thì thôi, đấy tạo phồng. Thì cái vấn đề cốt lõi của những cái sản phẩm tạo phồng là nó có một chút cái độ dính, nó có một chút cái độ dính, thì ở cái sản phẩm này có như vậy. Nhưng mà trong cái thành phần ấy thì nó không có một cái chất tạo dính nào cả, nó thuần là dầu thôi. Điều này khá là hay luôn đó, điều này khá là hay luôn đó. Cái mà ngoài bao bì và cái chất lượng sản phẩm như vậy ra thì cái mà cái sản phẩm này mang lại thêm nữa đấy là cái mùi của sản phẩm. Mùi của sản phẩm mình dẫn nhận diện ra là mùi rất là thơm và ngọt. Thì cái mùi sản phẩm này nó lại ở cái ngưỡng là nó vừa đủ thôi, tức là nó không phải kiểu là nó tỏa nồng nặc, nó ngào ngạt này nọ kia. Tức là khi mà các bạn nhỏ ra sản phẩm ra tay ấy, thì các bạn sẽ thấy là ok, nó thơm, ok dùng cũng được, nhỏ ra tay. Thì lúc mà xoa lên, lúc mà sấy tóc thứ xong ấy, là chỉ có thơm nhẹ nhàng thôi, và nó chỉ bám đấy độ khoảng đâu đấy 1-2 tiếng đồng hồ, tức là nó sẽ không có một cái tương tác bất kỳ nào với kiểu mái tóc, gọi là ảnh hưởng quá nhiều cả. Thì mình cứ dùng hair oil một thời gian và kết hợp với các sản phẩm tạo kiểu khác ấy, thì mình xin thưa các bạn rằng là nó không ảnh hưởng quá nhiều tới cả sản phẩm tạo kiểu khác. Nó giống như kiểu là nếu mà một sản phẩm nào đấy có một độ dính nhất định thì nó sẽ chỉ ảnh hưởng đi một chút thôi, độ khoảng 20-30% thôi, so với cái hiệu năng gốc của sản phẩm tạo kiểu đấy. Tức là nó sẽ giúp nó mềm và mượt hơn một tí, chứ còn không có ảnh hưởng quá lớn tới cái hiệu năng tạo kiểu. Thế cho nên là tổng kết lại về cái mặt hiệu năng của sản phẩm này, thì mình phải xin khẳng định các bạn là đây là một sản phẩm tốt ở trên thị trường. Mình biết rằng là các bạn sẽ có rất là nhiều lựa chọn theo ABC, YZ các kiểu, nhưng mà góc độ mình đang sử dụng những cái sản phẩm như này thì mình bảo là đây là một trong sản phẩm tốt ở trên thị trường, và nó có những cái hiệu năng nổi bật và chúng ta không thể thấy ở những cái sản phẩm khác, hoặc là rất ít thấy chứ không phải không thể để nghe điệu nghe ngoa quá, nhưng mà rất ít thấy ở các sản phẩm khác. Và với mức giá khoảng 190.000 thì mình tin rằng là đây sẽ là một trong những cái sản phẩm mà anh em sẽ săn rất là nhiều đó. Đây là Grand Grooming Hair Oil ha. Nhưng như đầu clip mình đã nói thì clip này thì mình sẽ khen rất là nhiều, không chỉ ở hiệu năng mà là ở phần bao bì. Thì như các bạn đã biết ấy, Lion Glen có gửi cho mình một cái bản mà khá là tơi tả ở ở bản cũ, thì nó sử dụng những cái hộp bìa hộp giấy như thế này. Thì bản mới so sánh với các bạn như thế này, bản mới chúng ta sẽ có một cái hộp bìa ở đây gọi là hộp bìa khác tông lạnh, ở đây chỉ là hộp bìa giấy bình thường thôi đó. Thì cái kết cấu của cái hộp bìa này nó luôn luôn là có một cái lõi cốt bìa carton ở bên trong.
bọc một cái lớp giấy ở bên ngoài. Thì cái lớp giấy đấy nó chính là cái lớp giấy như thế này. Nhưng ở trên góc độ chuyên môn để mình tìm hiểu ở hãng ra thì hãng có chia sẻ rằng là đây giấy bìa này, giấy bìa này là giấy C200, giấy bìa ở trên này để dán lên đây là giấy C125. Thì thường ấy dán lên trên này sẽ người ta sẽ sử dụng giấy C150 hoặc là C125 là nhiều. C125 là nhiều nhất, C150 thì hơi dày hơn một tí. Thì cũng tùy vào chất liệu thôi, nhưng mà đại khái là đây là giấy C200 thì nó sẽ dày hơn và nó có thể làm bìa riêng biệt như này, nó không cần thiết phải là nó quá mỏng để nó ép vào như thế này. Nhưng nó sẽ có nhược điểm ở đây là gì, quay ra mặt sau ấy các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ bị chóc như thế này. Và Lan Klein có chia sẻ với mình là những cái góc này này là do là carton nó cứng, thì nó sau khi va đập các thứ ấy thì nó sẽ có một cái vấn đề là nó sẽ bị chóc cái giấy ra như thế này. Thì với những ai kỹ tính thì đây đúng là những cái mà hơi khó chịu thật. Cái thứ hai đó là cái chất liệu của cái này, của cái giấy này, của cái bìa này, nó rất là dễ bám bẩn, nó rất là dễ bám bẩn, nó rất là dễ xước. Thế nên là với Lion Glen thì họ một hãng mới, họ rất là khó để gọi là tối ưu cái chi phí đóng gói, bởi vì là khi mà Homereal làm ấy thì việc bọc một cái lớp màng bên ngoài ấy, phải đầu tư thêm máy móc nữa, và cái này thì cũng hơi khó khăn một chút so với những cái thương hiệu mới này. Đó. Thì họ sẽ gửi cho các bạn, gửi cho mỗi người bằng cách là gì, cái hộp không này thôi, có thể là bọc những cái chống sốc bên ngoài nhưng mà nhìn chung là những cái hộp không này thôi. Ở mặt sau thì chúng ta có những thông tin, và cái thông tin ở đây thì mình phải nói các bạn rằng là khi mình đọc thì mình thấy điều tích cực ở đây. Điều tích cực ở đây là họ chỉ để tên hair oil và một cái mô tả là hair moisture ở dưới này tiếng Anh, còn tất cả mọi thứ khác họ đều tập trung vào để tiếng Việt, duy nhất chỉ có cái phần thành phần này là để tiếng Anh luôn. Mình đã từng review cho các bạn cái Chidim Pomade các thứ ấy, thì họ là sản xuất nội địa Trung Quốc thì họ để tiếng Trung ở đây luôn. Thì rõ ràng là sẽ rất là khó tiếp cận với thị trường bên ngoài, nhưng mà nó lại dễ tiếp cận với thị trường nội địa. Thế nên là trung hòa hai thứ, kể cả khi mà cái lọ Lion Glen này có đi ra nước ngoài và một anh Tây nào động vào, sờ vào, thì anh cũng biết rằng là cái lọ này là cái lọ hair oil dùng để dưỡng tóc, hair moisture, và thành phần nó có từng này. Thì thành phần chủ yếu của hay thành phần của hair oil này là gì? Dầu argan, dầu dừa, dầu jojoba, dầu bạc hà và dầu hương liệu. Thì năm loại dầu, ngôi sao năm cánh luôn. Thì phân tích cho các bạn một chút thì dầu bạc hà là một cái essential oil, nhưng mà nó sẽ khá là ít, cái tỷ lệ thành phần nó khá là ít. Còn lại tất cả mọi thứ nó là dầu nền. Thì ở đây Lion Glen cho chúng ta một cái giá trị là gì? Argan oil là thứ nhiều nhất. Thì argan oil chắc là các bạn biết rất là rõ, rất là nhiều rồi là argan oil là cái gì. Đó. Có một chút bảo vệ nhiệt này, dưỡng tóc một cách gọi là thẩm thấu trung bình này, mềm này và không gây bóng này. Nhưng cái thành phần thứ hai là một cái thành phần ngược lại, thẩm thấu rất là nhanh, thẩm thấu rất là nhiều, gây bóng rất là nhiều, tạo một chút dính, hơi một chút bết. Thì đấy là một trong những cái lý do mà nó cũng hơi dính một chút so với các cái sản phẩm khác, bởi vì cái tỷ lệ dầu dừa ở trong cái sản phẩm này nó đứng thứ hai luôn các bạn. Và cái thứ ba là dầu jojoba. Jojoba là một dầu mà không có gọi là một dầu bề mặt, tức là nó làm nặng, nó cũng ẩm thôi, nhưng mà một chút nào đấy nó giảm rụng tóc, tức là cái công dụng giảm rụng tóc của nó nhiều hơn dầu argan. Đó, nó tối ưu hơn dầu argan. Thì ba cái này nó sẽ tự chung lại ở một cái điểm, đấy là dưỡng ẩm chuyên sâu và một chút gì đấy kích thích mọc tóc. Cả ba dầu này đều có một cái công dụng phụ là kích thích mọc tóc, nhưng mà công dụng chính là dưỡng ẩm. Thế nên là nếu mà các bạn sử dụng cái dầu này thì với những ai tóc đang bị khô, mà thậm chí các bạn là người tóc mỏng, các bạn đang tìm kiếm một giải pháp mà để mà dưỡng tóc, dưỡng ẩm cho tóc mà lại vừa một chút gì đấy kích thích mọc tóc, thì đây sẽ là một trong những cái sản phẩm mà các bạn cần phải lưu tâm, cần phải lưu tâm luôn. Đó, và khi mở hộp sản phẩm ra chúng ta có gì? Chúng ta sẽ có chai hair oil đặt như thế này các bạn. Đó, nhìn trông khá là xịn sò, đâu ai nghĩ rằng đây là 190.000 đâu. Đó, thì mình cũng xin phân tích cho các bạn thêm một chút nữa về cái bao bì này. Đó là gì? Bình thường ấy thì ở đây có một cái xốp như này. Đây là xốp nha quý vị, cái này là xốp nha. Thì đây gọi là cái khay đựng cái sản phẩm. Thì thường ấy họ sẽ để mà gọi là tối ưu cái giá thì họ sẽ không có cái lót, một cái lớp dán lên như này. Đây là một gọi lớp gấm. Đây là vải gấm nha quý vị. Họ dán lên như này. Thì cái lớp vải gấm này đơn giản nó thuộc về cái tính thẩm mỹ, nó không có một cái tính kỹ thuật nào cả. Nhưng mà với Lion Glen ấy, họ đã tập trung vào cái tính thẩm mỹ, làm sao để với một cái giá tiền họ sản xuất thì họ sẽ có một cái sản phẩm nó có tính thẩm mỹ cao như thế này. Thì phải nói các bạn rằng là gì, mình nhìn thấy sự cố gắng rất là lớn của Lion Glen ở trong cái bao bì sản phẩm này, thực sự luôn ạ.
các em ấy cố gắng rất là nhiều để thay đổi từ những cái hộp mà đây tệ như thế này sang những hộp như thế này, thì thực sự mà nói ra là mình rất là vui khi mà mình nhìn thấy là sự cố gắng của người ta được được thể hiện ra một cái gọi là ai cũng nhìn thấy luôn. Thì chúng ta sẽ có một cái lọ quen thuộc như bạn cũ và cái nhãn cũng được đã thay đổi luôn, phong cách không phải là nhìn dọc nữa mà chúng ta sẽ xoay ngang ra như thế này để phù hợp hơn với cái dáng nằm ngang của hộp này đó. Tất cả thông tin cũng như ở trên bao bì luôn đó. Thì chất sản phẩm là cái cuối cùng mình có thể nói với các bạn. Chất sản phẩm, chất dầu, năm giọt theo hướng dẫn của nhà sản xuất, không quá đặc đâu các bạn, không quá đặc. Đó. Một lưu ý, thực ra là lưu ý này nói từ nãy rồi nhưng mà giờ nói lại, thì đó là các bạn tóc dài nên nhá, thậm chí là bắt buộc luôn, là các bạn nhớ ấy, là chúng ta tóc dài như này, chúng ta cái đoạn tóc này này và cả cái đoạn rối ấy, thì các bạn nên tập trung là vuốt cái dầu cái đoạn tóc này đó. Cái bên phần bên trên ấy, thì chúng ta vẫn vuốt thôi, nhưng mà chúng ta chỉ vuốt một lượt cho một lớp mỏng thôi, nó sẽ thẩm thấu vào. Những cái đoạn này ấy, chúng ta vuốt nhiều hơn một chút, thì không phải là nó để nó thẩm thấu vào nhiều hơn, mà là nó sẽ giúp chúng ta là gỡ rối, giúp chúng ta gỡ rối cho tóc các bạn. Và các bạn vuốt tóc không phải là các bạn vuốt từ nãy đến giờ mình lùa lùa tay vào tóc, đây là gọi là chải để gỡ rối. Nhưng mà nếu mà gọi là vuốt ấy, thì chúng ta sẽ miết như thế này, chúng ta miết như thế này các bạn, chúng ta miết như thế này đó. Chúng ta miết như thế này đó. Thì khi mà chúng ta miết như thế thì cái mái tóc nó sẽ dính dầu và nó sẽ bớt rối hơn. Và vì cái đuôi tóc này, chúng ta sẽ không bao giờ ai để ý chúng ta đuôi tóc này có bóng hơn hay gì không, nhưng mà các bạn thấy là đuôi tóc của mình chả bóng hơn so phần trên đâu đúng không? Đó. Thế nên là tự chung lại, sản phẩm Lion Glen Hair Oil này với một giá 190.000, các bạn sẽ có những cái trải nghiệm đây. À, phần về phần bao bì thì lại hơi bẩn một chút, tay tụng các thứ. Sẽ có một trải nghiệm mà mình đánh giá rằng là một góc độ về mặt hiệu năng. Góc độ về mặt hiệu năng là những thứ mà thị trường đang rất cần, đó là cấp ẩm và một chút kích thích mọc tóc, và thậm chí là cả tóc mọc cũng dùng được luôn. Cái thứ hai là với cái bao bì, các bạn sẽ được trải nghiệm một cái bao bì khác biệt so với những cái sản phẩm ở trên thị trường rất là lớn. Và phần nào đấy nó sẽ giúp cho các bạn nhìn thấy cái sự cao cấp, cái sự chỉn chu của thương hiệu này đem đến ra tới thị trường. Và nếu các bạn quan tâm tới việc mua Lion Glen ở đâu, thì mình có để link Shopee ở bên dưới để các bạn có thể vào đặt mua và để ủng hộ Lion Glen. Và mình cũng sẽ quay trở lại sớm để review pomade phiên bản mới Lion Glen. Thứ này mới gọi là thứ gọi là đáng mong chờ, vì thực sự mà nói cái mùi rất là quyến rũ. Và như mọi khi thôi, mình sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ muộn hơn mỗi ngày trên kênh YouTube Nguyên Review này. Cũng như chúc quý vị các bạn thật nhiều sức khỏe, luôn đẹp trai, gặp nhiều thành công, may mắn và niềm vui trong cuộc sống, cũng như là những phòng ngừa Covid, và đừng để tóc xấu như Nguyên Review.